Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và nói: Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống. Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi theo với người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào túi áo choàng của người, vì bà nghĩ bụng: Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa. Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào, người nói: Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi thì người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy, và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa cộng đoàn phục vụ, người ta vẫn ngày hôm nay thời hiện đại người ta định nghĩa về tình yêu và hôn nhân gia đình như thế này: tình yêu thì mù quáng và hôn nhân sẽ làm cho người ta sáng mắt ra. Tình yêu thì mù quáng và hôn nhân là tình yêu, nên tóm lại là hôn nhân là trường dạy cho tất cả những người mù. Tất cả những câu định nghĩa về hôn nhân ngày hôm nay dường như nó mang một màu sắc khá là ảm đạm, vì ai bước vào trong đời sống hôn nhân cũng nhận diện ra được rằng trong đời sống hôn nhân sẽ là một đời sống vô cùng khó khăn và gian khổ, chứ không phải là chuyện bình thường để giữ được sự trung tín trung thủy đến 25 năm, 50 năm, rồi đến 75 năm. Ôi, sao mà nó khó quá trong cái thời buổi ngày hôm nay. Thế nhưng trong tất cả những cái hôn ước ấy, dường như cái hôn ước của con người nó được rập theo cái hôn ước mà ngày hôm nay trong bài đọc 1 trích trong sách ngôn sứ Hô-sê nói cho chúng ta biết về hôn ước mà Thiên Chúa đã ký kết với dân của người, đặc biệt là qua dân Israel. Ngôn sứ Hô-sê là ngôn sứ của nói về tình yêu thương, và tình yêu thương ấy được bộc lộ một cách rõ ràng nhất trong hôn ước của hôn nhân. Thiên Chúa kết ước với dân của người, và trong hôn ước ấy dường như chỉ có một bên là Thiên Chúa luôn luôn trung tín, còn lại là dân tộc Israel 5 lần 7 lượt bất trung với Thiên Chúa. Thế nhưng Thiên Chúa đã chẳng bao giờ mà phá bỏ cái hôn ước ấy trong cái cuộc hôn ước giữa Thiên Chúa và dân người. Chính vì vậy mà trong bài đọc 1 chúng ta nghe tất cả những câu nói mà ngôn sứ Hô-sê nói đến ở trong những lời sấm ngôn, chúng ta thấy vô cùng đẹp. Thiên Chúa nói với dân tộc Israel: từ nay sẽ không còn gọi là ông chủ và tôi tớ nữa, mà sẽ gọi là mình ơi. Những tất cả những cái ngôn từ đó, con thiết nghĩ trong đời sống hôn nhân của quý cụ, quý ông bà và anh chị em, nó đẹp biết bao. Và ước chi trong đời sống hôn nhân của chúng ta, chúng ta cũng rập theo tất cả những hôn ước mà Thiên Chúa đã ký kết với dân của người, luôn luôn là một sự trung tín. Thế nhưng sự trung tín ấy nó phải đặt ở trên nền tảng của một tình yêu thương đích thực, và tình yêu thương đích thực ấy chỉ có thể được biểu hiện qua sự hy sinh cho nhau mà thôi. Ngày hôm nay người ta thường nói với tất cả nhiều các cặp gia đình là: việc gì tôi phải hy sinh. Thế nhưng không thể nào có một tình yêu đích thực nếu không có sự hy sinh. Và ở nơi đấy chúng ta luôn luôn tin rằng từ cái tình yêu mà mình luôn luôn ký kết với nhau ở trước mặt Chúa, Thiên Chúa sẽ ban cho mỗi người trong đời sống gia đình, chúng ta cũng sẽ gặp được tình yêu đích thực, hy sinh và cống hiến cho nhau như một tình yêu Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Và nơi ấy khi Thiên Chúa hiện diện, thì khi có đức tin như bài tin mừng nói với chúng ta, đức tin ấy sẽ làm cho đời sống gia đình sẽ triển nở hơn. Và nhờ đức tin ấy chúng ta mới vượt qua được tất cả những gian khó trong đời sống gia đình. Trong đời sống gia đình, như con nói ngay từ ban đầu,
Với tất cả những sự gian khó ấy, nếu mình không có một cái niềm tin, nếu mình không có đức tin mà Thiên Chúa đã trao ban, chúng ta sẽ không vượt qua được viên đại đội trưởng ngày hôm nay, hoặc người phụ nữ bị băng huyết hôm nay sống được là nhờ cái đức tin. Xin Chúa cho đời sống gia đình của mỗi chúng ta, nhờ đức tin chúng ta vượt qua được tất cả những điều ấy. Và cuối cùng, xin cho tất cả mỗi người trong đời sống gia đình sẽ dựa trên cái đức tin ấy càng ngày càng lớn mạnh hơn để vượt qua những gian khó, để rập khuôn theo hình ảnh của một hôn ước giữa Thiên Chúa và dân người. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người. Ngài sai tôi.